Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, trang 162, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: sinh sản là gì? Để trả lời được câu hỏi này, các em cần xem lại lý thuyết, khái niệm chung về sinh sản, trang 159. Sau đây là lời giải chi tiết. Sinh sản là quá trình sinh học mà các sinh vật đơn lẻ mới, con đẻ, được tạo ra từ cha mẹ của chúng. Sinh sản là một tính năng cơ bản của tất cả sinh vật sống. Mỗi sinh vật riêng lẻ tồn tại như là kết quả của sinh sản. Có hai hình thức sinh sản là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 1, trang 162, sách giáo khoa sinh học lớp 11.